Thưa quý vị, tỉnh Quảng Trị có hai cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lai, cùng chung đường biên giới trên bộ dài hàng chục km và đường sông Sepol với nước bạn Lào. Theo phản ánh trên báo Nhân dân, thời gian qua hoạt động buôn bán vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị về thị trường nội địa diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng buôn lậu dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng hóa qua màn các lực lượng chức năng. Tình trạng này làm cho công tác đấu tranh chống buôn lậu ở tỉnh Quảng Trị gặp không ít khó khăn. Ngày 30 tháng 12 tại Expo 2020 Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất sẽ diễn ra ngày quốc gia Việt Nam. Đây là hoạt động lớn nhất của chúng ta tại một trong ba sự kiện lớn nhất hành tinh này. Vậy làm thế nào để văn hóa Việt Nam được thể hiện nổi bật trong ngày này? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã chuẩn bị những gì, khắc phục khó khăn ra sao để Ngày Quốc gia Việt Nam thực sự trở thành bữa tiệc của cảm xúc, thể hiện trọn vẹn được Việt Nam là mảnh đất của những cơ hội cho đầu tư và phát triển. Mời quý vị và các bạn cùng tìm đọc bài viết trên trang nhất và trang năm báo Quân đội Nhân dân. Đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hai năm vừa qua ngành du lịch rơi thẳng đứng khi dịch Covid-19 hoành hành. Theo bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân, hiện nay nhiều doanh nghiệp không hoạt động, có những doanh nghiệp cố gắng hoạt động thoi thóp. Do đó, để du lịch Việt Nam trở lại thời điểm năm 2019, có thể bắt kịp và không bị lạc nhịp so với thế giới. Các chuyên gia cho rằng cần bắt mạnh sức khỏe doanh nghiệp du lịch để có các giải pháp hỗ trợ đúng lúc, đúng chỗ, chính xác và hiệu quả. Những năm qua, ngành dịch vụ logistics Việt Nam bao gồm các hoạt động giao nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác có tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Bài viết trên báo Hà Nội Mới nêu rõ, được ví như mạch máu của nền kinh tế, ngành dịch vụ logistics có vai trò quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu là một trong những nguyên nhân khiến ngành dịch vụ này chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần tìm cách giải bài toán nhân lực để ngành logistics phát triển như kỳ vọng. Ngày 25 tháng 12, Bộ Xây dựng cho biết vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố kiểm soát nguy cơ xảy ra bong bóng bất động sản và tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản. Đây là thông tin trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản thời gian qua phát triển chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát kiểm tra hoạt động của các tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, đánh giá tình hình kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là các trường hợp có kết quả đấu giá tăng gấp nhiều lần giá khởi điểm cũng như mặt bằng giá đất, nhà ở, giá bất động sản trên địa bàn. Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, năm 2022, một số trường đại học sẽ thêm các tiêu chí như hoạt động xã hội, văn thể mỹ, bài luận, phỏng vấn để tuyển chọn sinh viên thay vì chỉ dựa hoàn toàn vào điểm số như các năm trước. Một số chuyên gia cho rằng tuyển sinh theo hình thức kết hợp các tiêu chí để đánh giá toàn diện năng lực thí sinh là việc nên làm vì đây là xu hướng chung của các trường đại học trên thế giới sự thành công của một người không chỉ nằm ở thước đo kiến thức mà còn ở các kỹ năng năng lực và nhiều yếu tố khác đặc biệt là thái độ do đó nếu có những thang đánh giá toàn diện sẽ giúp chọn được người học phù hợp và mục tiêu đào tạo của các trường đại học